Hay chơi. Áp luôn, áp luôn. Ok, tốt nghĩa. Hello anh em, nay mình có trận banh ở một sân bẫy rất mới ở Sài Gòn. Sân chuyên làm cho sân bẫy thôi, không phải là lai tạp 3 sân 5 ghép lại nữa. Nhưng sân này có vẻ là quá rộng so với bình thường, chắc đá 8-9 cầu thì hợp lý hơn. Đây có 3 sân 7 tất cả. Ở trường đua Phú Thọ. Giờ còn đua ngựa ở đâu gọi là trường đua. Đi cổng Lê Đại Hành vào. Nói chung là khu bên quận 10-11 thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ này là trường đua Phú Thọ. Ngày xưa ở đây hay tổ chức đua ngựa, nhưng giờ không còn đua ngựa nữa. Người ta sử dụng đất để xây dựng sân banh và cho thuê. Ở đây có rất rất là nhiều sân bóng, nên anh em nào đi đá banh ở đây mà không hỏi kỹ coi đá sân nào thì có thể đi nhầm sân đó nha anh em. Và hôm nay mình sẽ đá cùng với đội phóng viên thể thao đời sống xã hội. Thành viên trong đội này có những ai? Vô trận đấu từ từ mình giới thiệu thêm nhé. Gia nhập vô đội này cũng mấy tháng nay rồi, thành ra anh em thấy mình đá với mấy anh em phóng viên khá là nhiều. Đây thay đổi đây nè, nay mặc bộ đồ màu hồng rất là nữ tính. Mình quay rất là nhiều clip đi đá bóng cùng với đội này, anh em cùng chờ xem nhé. Ừ, sẵn khoe áo thun môn mới của năm năm sau à, đội tuyển Việt Nam 2023 áo thun môn mới màu xanh dương, áo Đặng Văn Long sẽ mặc để chụp gôn nè, đó thi đấu. Đặng Văn Long mặc chụp AFF Cup bữa giờ đó nha anh em. Sẵn nhắc AFF Cup, mới nhớ hồi 3 tháng 12 mình có đi diễn tại sự kiện Chuffy Tour AFF Cup 2022 tại Aeon Mall Bình Tân. Và ở sự kiện này mình đã được đứng cạnh chiếc cúp vàng danh giá. Chiếc cúp quá xá đẹp luôn anh em ơi. Lén chạm tay lấy vía cái cho đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ vô địch giải Đông Nam Á năm nay trước người Thái. Nha nha nha. Vui quá cũng không quên đồng bọn, thế là rủ luôn Long Lam vào xin vía cùng nè. Chụp tấm ảnh này xong, cả team sẽ có một màn trình diễn hết sức đặc biệt trên sân khấu. Mời cả nhà thưởng thức nha. Một tràng pháo tay nữa, lớn hơn nữa được không ạ? Yeah. Xin cảm ơn những màn tư bóng rất là điêu luyện ạ. Trở lại trận banh thôi nào. Ô là la, ai kêu quen quen vậy ta? Hay chơi. Mới mất internet cái gì vậy? Giờ sao làm lại internet hả? Đây là Ngô Tùng Quốc, sinh năm 1998 tại Khánh Hòa. Cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League. Vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải, riêng trong bóng đá phủi thì vị trí nào em cũng quất được hết đó nha anh em. À quên, hôm nay Ngô Tùng Quốc đá khách mời cho đội mình thôi. Thời gian này đội Thành phố Hồ Chí Minh đang xả chạy, em nó cũng tranh thủ đi đá phủi cho đỡ ghiền.
800 triệu nha anh. Ừ. Cái gì mà 800 triệu ghê vậy ta? 800 triệu. Là sao ta? Mình vẫn chưa hiểu luôn đó. Dạ. Để làm kèo. Ok. Là tiền sân triệu 8 á đúng không? Ok. Trời ơi, bên thắng trả 800, bên thua trả 1 triệu. Vậy cũng không hiểu nữa. Hôm nay đội giao phó cho mình đã tiền đạo nha anh em. Trời ơi. Ây da, mới vô thua một trái rồi. Lỗi trong pha bóng này đến từ vị trí hậu vệ cánh trái của đội mình đứng vị trí không tốt. Lúc trung vệ giữa bị hút sang cánh phải thì lẽ ra hậu vệ cánh trái phải bó vào hỗ trợ bọc lót cho đồng đội mới đúng. Còn về cú dứt điểm của đội bạn thì quá hay rồi. À, mình nói ra những cái này ở đây không phải là để bắt bẻ đồng đội của mình, mà mình muốn thông qua các clip đá bóng như thế này sẽ chia sẻ cho anh em được thêm nhiều kiến thức về tư duy trong bóng đá. Nhưng mà mình sẽ làm nhiều các phân tích như thế này trên fanpage Theory Star Soccer, TikTok cùng tên và Facebook cá nhân Phạm Trọng Thi. Anh em có thể lên các trang mạng xã hội đó để xem nha. Còn kênh YouTube này của mình thì mình sẽ không làm nhiều vì sợ ảnh hưởng đến mạch xem của anh em. Lại thua thêm trái nữa, mới vô trận đã bị dội một gáo nước lạnh rồi. Thôi không sao, thời gian còn dài, còn thở là còn gỡ. Báo. Mình đỡ bước 1 ngọt như vậy là nhờ một đường truyền quá xá chuẩn từ Phan Đăng Báo. Phần còn lại khi đối diện thủ môn thì quá dễ dàng. Thủ môn mắc bên trái rõ ràng và mình thấy vậy nên đá bên phải, thế là xong. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký nha. Bỏ bắn. Mình lên đá tiền đạo, theo quan điểm của mình là cũng nên chịu khó dí một tí cho người ta đá bậy, chứ đi bộ đứng nhìn thì kỳ lắm. Nghe câu trời ơi khen ơi, cha anh em hiểu rồi ha. Ai hút đi mà. Lỗi. Hát bôn rồi. Phan Đăng Báo là chùm đá phạt nhanh luôn. Nghe. Góc hẹp đó anh Nghĩa ơi. Đá về em. Nói chứ pha đó đá về cũng bị hậu vệ bắt bài rồi. Chép. Trời ơi, Khang ơi là Khang, báo nữa ha em. Khang ơi, đá một chạm thôi Khang. Báo được. Tiền đạo mà lui về tới tận đây là anh em hiểu rồi ha. Mấy pha mà không quan sát trước thì đá một chạm đi cho khỏe. Chép. Pha ghi bàn vừa rồi là của anh Nguyễn Minh Nghĩa, là bên báo chất lượng Việt Nam Online. Và vừa rồi là một pha Chivilla ghi bàn quá xá hay của anh ấy. Nhắc Chivilla mới nhớ, mình đang sale mạnh áo Chivilla nè, giảm giá 50% dọn kho cuối năm luôn. Anh em nào quan tâm áo thun Chivilla thì link trong phần mô tả nha. Một chiếc áo phông màu đen rất là thời trang. Chúng ta thay mặt đi chơi lễ cuối năm nè, mặc áo này để nhớ hôm nào vô sân thì làm siêu phẩm Chivilla nha. Lỗi tại ơi.
Anh em thấy không? Fan đang báo ném pin như vậy mới đúng nha. Báo. Gì vậy? Yeah, thể hiện đúng tinh thần của đầu clip. Đá tiền đạo với hậu vệ đội bạn mệt nghỉ luôn nha. Lấy bắt. Anh em thấy không? Có công mà sắt, có ngày đánh kim nha. Và cơ hội đây rồi. Nhẹ. Khang. Báo. Yeah. Tốt nghĩa. Phan báo quan sát thấy bên cánh mình đã có hậu vệ theo kèm nên đã chuyền cho cánh đối diện chống trải hơn và kiến tạo cho anh Nguyễn Minh Nghĩa ghi bàn. Và Phan đang báo là ai mà hay đến như vậy? Chút nữa mọi người sẽ biết nha. Kiến tạo có mấy pha mà thở dữ vậy anh báo? Chuyện thôi à? Đấy đúng rồi đó, chứ giữa sân mà suốt gì nói. Dí của anh, dí luôn, phập luôn của anh, không sao. Ok. Hết nè. Nỗ lực đeo bám của mình suýt tí nữa đã được đền đáp. Lấy chém, lấy đá qua đầu lấy nha chém. Chế biên. Hấp. Nè Khang. Cho sút. Một pha dẫn bóng rất dài của mình từ sân nhà qua đến vòng cấm địa của đội bạn. Hai hậu vệ bắt hai bên để một khoảng trống rất lớn ở giữa cho mình sút. Mà chân mình yếu, mới mổ mà, đâu dám sút đâu. Nên đặt lòng thôi. Bỏ nghe. Bước vô Khang. Anh em thấy Hoàng Anh bên cánh đối diện chạy một mạch lên đây rất nhanh không? Cắt vào bên cánh mình luôn đó nên thả đấy thôi. Qua anh. Qua đâu? Cùng đâu? Ok. Khi mà Hoàng Anh chạy qua đây thì có nghĩa là hậu vệ cánh bên đó rõ ràng là bị hút theo rồi. Cánh đối diện chỉ còn anh Nghĩa thôi. Một chạm qua đó là y bài. Anh em thấy sao về pha phối hợp này? Thả vào đây một comment nha. Hấp tụm. Bước một miễn chê, qua người gọn gàng, Ngô Tuần Quốc, mã số 22 đã vào sân rồi nha anh em. Dĩ báo. Giờ chém. Sau cú đá vừa rồi của Phan báo thì trọng tài thổi hết hiệp 1. Đội mình thì ghép bao nhiêu trái mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà thương đứa em, Ngô Tuần Quốc vừa mới vào sân thì trọng tài đã thổi hết giờ. Cái... Vô. Hiệp 2, let's go. Mình đá tiền đạo nhưng mà vẫn lui về sau để hỗ trợ phòng ngự nha anh em. Không chém. Đây chém. Thôi chém ơi. À ha, chân phải hả? Đứng thẳng bên trái thôi. Rồi cao đi. Quất. Tôi được.
qua đâu cụm luôn. Trời ơi, chơi đá ra ngoài nữa. Quả này lẽ ra phạt đền rồi, mà chắc trọng tài nhìn thấy mình bước lên pha đó nên chờ lợi thế. Tiếc là cú đá của mình hơi vội, một chạm ra ngoài. Báo. Trời ơi, Tấu Thịnh ơi. Quả đó mà Quang Thịnh đã thấp xuống xíu nữa là ăn bàn chắc. Ây da, nãy bật một chạm về cho Quang Thịnh không ăn được. Giờ thì bật về mà không tung ra được cú dứt điểm. Tiếc quá trời quá đất luôn. Tông được, quất được, quất được. Không quan sát trước khi nhận bóng, ăn đòn là đúng rồi. Tốc tung. Chép. Chép. Quất. Không có đồng đội nào chống để đưa, Phan Báo quyết định chia Vela luôn. Ập luôn, ập luôn. Ok, tốt nghĩa. Nãy giờ Phan Báo sắm vai kiến tạo nhiều quá, giờ mới chịu ghi bàn nè. Đệm cục 2, y chang như thời anh ấy còn đá chuyên nghiệp Futsal. Chấu nãy giờ, đến đây mình mới chia sẻ một chút về Phan Đăng Báo nha. Anh này sinh năm 1988 tại Lâm Đồng, hiện tại đang làm cho trang báo Sportline 24 giờ. Hồi xưa anh Báo từng đá banh chuyên nghiệp cho câu bộ Futsal Tâm Nhật Minh từ năm 2009, từng giành chức vô địch quốc gia năm 2011, sau đó chuyển về Sanitec Khánh Hòa, một câu bộ có số má trong làng Futsal thời điểm bấy giờ. Giờ thì không còn đá banh chuyên nghiệp nữa, chuyển qua nghề viết báo rồi. Như anh em có thể thấy được một kỹ năng vượt trình ở những trận thi đấu như thế này của anh ấy đúng không nào? Ai biết Phan Báo thì để lại cho mình một comment đi nha. Xuất được. À. Hai ông gắn mát chuyên nghiệp, nhìn nhau đá hả ta? Một pha bóng chạm tay trong vòng cấm, phạt đền cho đội bạn. Ơi. Xem chủ tịch đội Hoàng Giang chỗ tài bắt Ben nào. Lên Giang ơi. Ok. Thôi thì khó quá bỏ qua, pha sau tỏa sáng nha anh Giang nha. Trái nữa. Tôi quên rồi. Pha đá phạt góc này mình sẽ cố gắng ngắm đến cái đầu của Ngô Tùng Quốc. Quốc 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 quốc.
Thôi báo. Nói đá ngay chỗ Ngô Tùng Quốc là đá ngay thiệt tơi. Nói chứ mình hên thôi, cự ly đó em nó không thể nào mà đánh đầu vào khung thành được, chỉ có thể đỡ ngược vô trong cho đồng đội dứt điểm. Và vừa rồi anh em có thể thấy cú chip villa quá mạnh của Phan Báo, thủ môn bó tay đứng nhìn luôn. Đến đây mà không like, không đăng ký kênh là mình buồn đó. Xích tí nữa là banh cái máy quay, hú hồn luôn. Một cái đến 7 triệu rưỡi đó anh em à. Tiếp Thịnh, Thịnh. Ok. Yeah. Tốt Thịnh rồi. 4 cầu thủ của đội bạn bị hút sang cánh trái hết trơn. Khoảng trống mênh mông cho mình bước vào phía bên này luôn. Mà anh Nghĩa đưa trái banh cho mình hơi gãy xíu. Gặp ngay cái chân mới mổ được 8 tháng nữa. Liều mạng khống chế đại, ai ngờ thành công. Thế là trận này có hat-trick anh em ơi. Đi, đi có. Người vừa bị phạm lỗi đó là Quang Thịnh, là Minh Báo Sinh, chuyên đi săn ảnh của đội tuyển bóng đá Việt Nam nha anh em. Quốc nó đá thẳng cho mình, nhưng mạnh quá mình không lấy được. Người vừa có pha cụm đầu đó là Chém Chém, trung vệ thép của đội phóng viên Đời Sống Xã Hội. Tên thật của bài này đó là Nguyễn Duy Thanh, làm bên báo thể thao. Và trận thi đấu ngày hôm nay, Chém Chém cũng có nhiều pha cắt bóng rất hay. Mời anh em thưởng thức lại trước khi khép lại video clip này. Đi, Quốc. Và đó là tất cả những gì mình thể hiện và quay được trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Giờ thì phải hay ra cho các anh em khác còn đá nữa. Toàn vô khen ngoài. Ok, bye Quốc ha. Bye khán giả kênh. Đợt này mình không quay được nhiều pha hay của Ngô Tùng Quốc. Hẹn trận tới, lăn xem nhiều hơn nha em trai. Bên kia có đại nhạc hội sao, đánh nhạc ghê quá. Đá banh bên đây nghe bên kia đánh nhạc trầm 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 tưng 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 tưng. Rồi một trận banh với sân bóng rất là đẹp ở Phú Thọ. Và kết quả trận thi đấu này là bên đội mình trả 1 triệu nha anh em. Đoạn sau tổ cứng ra hết, thua lại 1 rổ. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong sắp tới nha. Mình Phạm Thi, chào các bạn.